ống PVC. Thì cách lợi thấy thì chúng ta cần sử dụng là phải có một cái phao pin, cái này là phao pin. Thứ hai là phải có ron cao su và lợi thấy. Cái này là tôi sử dụng ống này luôn. Đầu tiên là đây là ống LDPE 20. Chúng ta tiến hành gắn cái lợi thấy vào cái ống LDPE. Đây là tiến hành sử dụng cái cây ba đóng vào. Vì cái ống này nó cứng. Chúng ta nhớ là đóng cho nó bằng, chứ không nếu mà đóng lệch là nó hư cái phải thấy nó sẽ bị móp. Rồi cái này là hoàn chỉnh rồi. Cái này chúng ta phải đóng sát vào nha, tránh trường hợp là nó bị tuột ra. Rồi thứ hai là chúng ta tiến hành khoan để gắn phải thấy vào. Cái này là chúng ta tiến hành khoan. Cái này sử dụng khoan 17 nha. Khoan 17 kìa. À, mọi người nhớ cái lúc khoan là cho nên chúng ta phải cố định cái mũi khoan là nó phải vuông góc với cái ống PVC. Thì khi mà chúng ta gắn cái khởi thủy cái với cái ron cao su là nó không bị xì. Sau khi khoan xong á là mọi người là tiến hành vệ sinh cái lỗ mà chúng ta khoan này, để tránh cái trường hợp là cái mạc PVC này nó sẽ xì. Đây, chúng ta tiến hành vệ sinh này. Đây, ban đầu chúng ta do để lấy mạc bên ngoài, sau đó tiến hành dùng cái giấy nhám để mà vệ sinh phía bên trong. Đó. Sau khi vệ sinh xong thì cái bề mặt của cái lỗ này nó phải trơn nhẵn, thì chúng ta gắn cái ron cao su vào là nó không có bị xì, vì nó hở ở đây, với lại nó tránh trường hợp là nó bị rách cái ron cao su. Đó, chúng ta nhét vào. Còn đây, sau khi mà gắn cái ron cao su vào rồi thì chúng ta tiến hành gắn cái khởi thủy vào. Đây. Rồi, đây là chắc chắn rồi. À, xin cảm ơn mọi người.